Trong thời gian vừa qua, tôi đã đề cập đến một số điểm nổi bật của Pokemon Gen 9 như là cơ chế chiến đấu này, huyền thoại này hay là Pokemon nghịch lý này. Trong video ngày hôm nay thì anh em ta sẽ cùng nói về bộ ba khởi đầu nhé. Bởi vì Pokemon khởi đầu là một trong những thứ được quan tâm nhất ở mỗi bản game, có thể nói là bộ mặt thương hiệu còn lớn hơn cả huyền thoại. Ở Gen 9 này có một điều khá ấn tượng mà tôi sẽ phải nêu lên trước tiên, đó là lần đầu tiên kể từ có lẽ là Gen 4 cho đến giờ, cả ba Pokemon khởi đầu đều rất mạnh. Và dĩ nhiên chúng đều được sử dụng rộng rãi trong chiến đấu, ít nhất là ở thời điểm hiện tại khi mà Pokédex vẫn đang giới hạn. Cơ mà tôi nghĩ là kể cả sau 1-2 năm nữa thì mức độ sử dụng của chúng cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều đâu. Để biết tại sao thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn ngay sau đây nhé. Đầu tiên là starter hệ nước Quexly sẽ tiến hóa thành Quexwell và tiến hóa một lần nữa thành Quaquavo. Pokemon dạng cuối sẽ mang dòng hệ là nước và giác đấu. Nó sở hữu bộ lông đuôi lộng lẫy có thể xòe ra như công, cũng giống như những bộ trang phục của các vũ công trong lễ hội Rio Carnival. Công bằng mà nói thì song hệ nước và giác đấu cũng không có gì quá đặc sắc khi mà khả năng công và thủ của nó đều chỉ ở mức tầm tầm. Cơ mà có thể nói đây là một luồng gió mới khi mà Quaquavo mới chỉ là Pokemon thứ tư mang cái song hệ này, ba con kia thì mất hai con là huyền thoại với huyền ảo rồi. Hệ giác đấu vốn cũng là một hệ công kích rất là xịn và còn đáng gờm hơn nữa khi mà bản này có rất nhiều Pokemon mạnh mang hệ bóng tối. Quaquavo có hệ thống chỉ số cơ bản khá là đồng đều và khá là tầm thường. Tuy nhiên cái điểm ăn tiền của nó nằm ở tiềm năng trở thành một sweeper, một Pokemon càn quét hạng nặng khi mà thiên thời địa lợi nhân hòa. Vốn dĩ bản thân không mấy nhanh nhẹn, nhưng mà chiêu thức độc quyền Aqua Step sẽ khiến cho nó càng đánh, tốc độ càng tăng. Còn gì nữa không? Đó là mỗi khi hạ gục được một Pokemon đối phương thì nó còn được tăng cả chỉ số tấn công nhờ đặc tính Moxie nữa. Tức là nếu như nó dùng Aqua Step hạ gục một đứa nào đấy thì chả khác gì một phát Dragon Dance miễn phí cả, khiến cho con vịt này trở nên vô cùng khó kiểm soát chỉ sau 1-2 turn thuận lợi. Hệ thống chiêu thức của Quaquavo cũng rất đa dạng, cho phép nó build theo nhiều hướng khác nhau, có thể là thuần công kích với toàn những chiêu mạnh như là Wave Crash, Close Combat, Brave Bird, Ice Spinner, setup bằng Sword Dance, cũng có thể theo hướng trâu hơn một chút với Book Up, Roost, hoặc cũng có thể thuần hỗ trợ với Taunt, Encore, Baton Pass, Rapid Spin, Icy Wind và Helping Hand. Thật sự luôn, con này nó có thể làm được đủ thứ hay ho, chừng đó thứ có thể khẳng định là nó không hề yếu. Chỉ có điều là dưới vai trò một Pokemon sát thương hệ nước thì nó hơi bị khuất sau cái bóng quá lớn của con cá heo siêu nhân Palafin. Chỉ số khởi điểm hơi bị khiêm tốn của Quaquavo cũng là một điểm hạn chế, bởi vì nó sẽ buộc phải mất 1-2 turn để set up chứ không thể tối ưu hiệu quả chiến đấu ngay lập tức được, nhất là tốc độ. Cơ mà đây có lẽ là đặc điểm chung của hầu hết những Pokemon ở vị trí set up sweeper rồi. Tổng kết lại thì Quaquavo có một hệ thống chiêu thức rất tuyệt vời. Nó có thể gia tăng cả tốc độ và sức mạnh ngay cả khi đã tấn công và sẽ mạnh hơn rất nhiều ở mảng đấu đơn, nơi mà nó có thể snowball dễ dàng hơn cũng như là không có nhiều phương pháp để kiểm soát tốc độ. Còn trong mảng đấu đôi thì thi thoảng anh em vẫn có thể thấy nó trong những team nhảy múa, nhưng mà đa phần thì việc setup trong chiến trường này sẽ khó khăn hơn rất là nhiều, đặc biệt là khi hầu như team nào cũng sẽ có một con Murkrow sẵn sàng xóa bỏ toàn bộ công sức mà Quaquavo đã mất công xây dựng. Tiếp theo là starter hệ lửa Fuecoco sẽ tiến hóa thành Crocaler và cấp cuối là Skeledush. Chú cá sấu ca sĩ này mang song hệ là lửa và ma, có ngoại hình giống như được trang điểm cho lễ hội Dia de Muertos. Nó còn có một con chim lửa ở trên mũi mà sẽ biến thành một chiếc micro mỗi khi mà Skeledush cất tiếng hát. Về song hệ, vốn cái gì cứ có hệ ma là mặc định nó đã hữu dụng trong việc kỳ đà cản mũi các bạn rồi. Lửa và ma cũng không còn là một song hệ mới mẻ gì nữa, cơ mà chúng ta cứ phải công nhận là nó mạnh. Với khả năng kháng và miễn nhiễm đến tận 9 hệ, cộng với bộ chỉ số cơ bản khá là trâu, thì Skeledush có lẽ là sự lựa chọn tuyệt vời nhất cho cái vai trò đi cốt truyện của game. Đặc tính ẩn của nó là Unaware, có tác dụng bỏ qua tất cả các thay đổi chỉ số của đối phương, sẽ giúp cho Skeledush chống chịu tốt hơn và những đòn tấn công của nó cũng khó bị cản hơn. Pokemon này có một chiêu thức độc quyền là Torch Song. Chiêu thức hệ lửa sẽ gia tăng thêm một bậc công đặc biệt mỗi lần sử dụng. Độc đáo ở chỗ đây là chiêu thức dạng âm thanh, cho nên nó có thể đánh xuyên qua các hình nhân thể mạng, cũng như có thể kết hợp với trang bị Throat Spray để tăng thêm một bậc công đặc biệt nữa. Khi mà combo với trang bị này thì chiêu Torch Song đầu tiên sẽ khiến cho Skeledush mạnh lên gấp đôi. Tầm này thì rất khó có ai dám nhảy vào đỡ đòn của nó nữa.
Shadow Ball thì vốn là một chiêu thức rất là dễ spam, lựa chọn hàng đầu của các Pokemon hệ ma. Bên cạnh đó thì chiêu bổ trợ Earth Power sẽ giúp Skeledus đối phó với những Pokemon lẽ ra có thể cản đường như là Toxapex hay là Tyranitar. Slack Off sẽ cho Skeledus khả năng phục hồi rất là giá trị. Will-O-Wisp làm phương pháp kiểm soát những đối thủ chuyên vật lý sẽ khiến nó càng khó đối phó hơn ở mảng này. Còn Yawn là một phương án hiệu ứng nữa để ép đối thủ phải rút về. Mà một khi con này đã đoán biết được cú đảo Pokemon của đối thủ, tức là thêm một lần toss song miễn phí, gia tăng thêm một bậc sức mạnh cho bản thân. Tuy nhiên, anh em có thể thấy vì con này vốn khá là trâu, cho nên chỉ số công đặc biệt cơ bản của nó cũng không quá cao ngay từ đầu. Cộng với hệ thống chiêu thức đặc biệt có mức power khá là khiêm tốn, cho nên Skeledus sẽ cực kỳ phụ thuộc vào lượng special attack đến từ toss song nếu như muốn đe dọa được ai. Choice Spec thì không cầm được rồi, bởi vì nó là Pokemon hệ lửa khá là nhạy cảm với Steel Rock, cho nên đôi giày Heavy Duty Boots có lẽ sẽ là trang bị gần như bắt buộc của nó trong mảng đấu đơn. Lượng tốc độ khá thảm cũng không giúp được gì nhiều lắm. Nếu như giảm tốc độ đến mức tối thiểu thì Skeledus vẫn có thể chơi được trong Trick Room, nhưng mà cũng chỉ là chơi vì thích thôi, chứ chả có cửa nào qua được Toggle trong cái chiến trường này đâu. Tổng kết lại thì Skeledus là một con Warbreaker chậm nhưng mà chắc. Một Pokemon khá là khó xử lý khi mà ngay cái việc nhảy vào đỡ đòn của nó cũng đặt đối thủ vào nhiều tình huống bất lợi. Đặc tính Unaware bổ trợ khá là hiệu quả cho cả công lẫn thủ. Hệ thống chiêu thức thì tuy không quá rộng nhưng mà đủ khó chịu. Đặc biệt Toss Song có lẽ là một trong những chiêu bá nhất từng được tạo ra. Có điều nó bị phụ thuộc khá nhiều vào chiêu này để hoạt động, nếu như không dùng được thì sẽ khá là chật vật. Cuối cùng là starter hệ cỏ Sprigatito sẽ tiến hóa thành Floragato và dạng cuối cùng là Meoscarada. Từ một chú mèo con thích gây sự chú ý, trở thành một nhà ảo thuật thu hút mọi ánh nhìn, mix thêm một chút ngoại hình như những bộ cánh trong đêm dạ hội hóa trang. Meoscarada mang song hệ là cỏ và bóng tối. Đây là một song hệ mà có thể nói thẳng ra luôn là sự kết hợp không được tốt cho lắm. Bởi vì tuy là cũng kháng và miễn nhiễm được 7 hệ đấy, nhưng mà nó cũng có đến 7 điểm yếu, đáng chú ý nhất là X4 hệ bọ. Trên lý thuyết là như thế, còn thực hành thì con Meoscarada này có bộ chỉ số đúng kiểu pháo thủy tinh. Đằng nào thì nó cũng đã mỏng dính sẵn rồi, cho nên ăn chiêu hệ thường lắm khi cũng hết hồn. Và đằng nào thì đến quá nửa trường hợp nó cũng sẽ được trang bị Focus Sash, nên thật ra bao nhiêu điểm yếu cũng chả ảnh hưởng gì mấy. Vấn đề ở đây là để có thể chạm được vào người nó thì một là anh sẽ phải nhanh hơn 123 tốc độ cơ bản, hoặc là sẽ phải chịu được một chiêu của nó đã. Cả hai việc này đều không phải cứ nói được là làm được. Hệ bóng tối hiện tại đang khá là mạnh. Thật ra là bởi vì hệ ma đang mạnh cho nên mấy con bóng tối có giá hơn. Bên cạnh đó thì việc miễn nhiễm những chiêu thức từ bọn Prankster dĩ nhiên không thể không nói tới. Điển hình nhất trong giai đoạn hiện tại có thể kể đến Quash của Murkrow, Thunderwave và Parting Shot của Grimmsnarl. Rồi thì hệ cỏ sẽ giúp cho nó miễn nhiễm được với Sleep Powder của Lilligant, Rage Powder và Spore của Amoongus. Túm cái váy lại là một khi con Meoscarada này đã ở trên sân thì hiếm có cách nào có thể ngăn nó tấn công được. Đây là một Pokemon rất dễ chơi, dễ trúng thưởng. Đơn giản là nó cứ vào sân là cứ thế đánh thôi. Lắm khi đánh xong nó còn sủi cực nhanh nhờ có chiêu thức U-turn nữa. Chiêu thức độc quyền của Meoscarada là Flower Trick. Có power nhìn có vẻ khiêm tốn là 70, nhưng mà cái chiêu này không thể trượt và luôn chí mạng, cho nên power thực tế của nó phải tính là 105 mới chuẩn. Nhờ đặc điểm này mà Meoscarada có thể đe dọa được một trong những tên khổng lồ trong meta hiện tại là Dondozo. Bởi vì khi mà chí mạng thì sát thương sẽ bỏ qua tất cả những bậc thủ của con cá béo. Đây chính là lý do mà Dozo luôn phải thủ sẵn Terra hệ cỏ hoặc là hệ thép để chống chết. Ngoài ra thì sát thương chí mạng cũng sẽ xuyên qua các loại tường chắn như là Reflect hay là Aurora Veil, cũng như là giúp Meoscarada không cần quan tâm đến Intimidate nữa. Đấy mới chỉ là một chiêu hệ cỏ thôi. Meoscarada dĩ nhiên vẫn còn nhiều chiêu bổ trợ giá trị của những hệ khác, như là hai chiêu hệ bóng tối rất mạnh là Knock Off sẽ hữu dụng trong hầu hết mọi trường hợp nhờ cái hiệu ứng phá item, hay là Sucker Punch giúp cho nó đấm những con hiếm hoi nhanh hơn, ví dụ như Rockapult. Chiêu Play Rough hệ tiên sẽ đe dọa những Pokemon hệ rồng phổ biến như là Garchomp hay là Hydreigon, và Brick Break hệ giác đấu để xử lý King Gambit. Đôi khi con mèo này còn có thể gây bất ngờ cho đội bạn bằng cả Trick Room nữa cơ. Trên hết, đặc tính Protean sẽ khiến Meoscarada biến đổi hệ theo chiêu thức đầu tiên mà nó tung ra. Thế cho nên nó sẽ luôn được hưởng 50% sát thương cùng hệ từ tất cả các chiêu thức, cũng như là biến đổi điểm yếu của nó, khiến cho cái vụ X4 một số thứ kia lại càng không còn là vấn đề nữa. Thực tế thì đặc tính Protean này và đặc tính tương tự là Libero đã bị nerf ở Gen 9, khiến cho nó chỉ có thể kích hoạt được một lần mỗi khi ra trận,
sau đó anh em sẽ phải rút về rồi tung ra lại nếu như muốn đổi một lần nữa. Nhiều người sẽ nghĩ rằng bị nerf phế rồi thì ai dùng, nhưng thực ra nerf đâu phải là để cho nó phế đâu, mà là để cho nó đỡ bá quá mức cần thiết thôi. Chính ra quả nerf này cũng lại giúp những Pokemon có protein có thể thoải mái sử dụng Choice Band để mà ngay lập tức tối ưu hóa sát thương mà không cần phải tính toán thiệt hơn như trước. Tổng kết lại thì Meoscarada là một Pokemon đóng vai trò Warbreaker rất hiệu quả. Với những ưu điểm là tốc độ rất nhanh, biến hóa linh hoạt, có thể gây được áp lực sớm nhờ khả năng gây sát thương lớn ngay lập tức chứ không cần phải mất 1-2 lượt để setup. Và đặc biệt cái khả năng luôn chí mạng với đòn tấn công của mình giúp cho Meoscarada có thể dễ dàng đấm thủng những bức tường dày nhất. Ok, và đó là tổng quan của tôi về sức mạnh của những Pokemon khởi đầu Gen 9. Đâu là Pokemon mà anh em thích nhất hay đánh giá cao nhất trong cái bộ này? Hãy cùng chia sẻ ở dưới phần comment nhé. Sorry anh em bởi vì đợt vừa rồi tôi không lên được nhiều video. Lý do là vì tôi bị cúm A nằm bẹp mất mấy hôm. Sau dư chấn đến bây giờ cái họng vẫn chưa được ổn lắm. Chắc là anh em cũng sẽ nhận ra giọng tôi trong video này hơi bị kỳ cục. Nhưng mà dù sao thì vẫn cảm ơn anh em đã ủng hộ suốt thời gian qua nhé. Hy vọng anh em có một cái Tết vui vẻ. Và tôi sẽ hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo. Chúc mừng năm mới!